Ngày 11 tháng 1, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng đã ký ban hành kết luận thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau. Kết luận thanh tra cho thấy, tại trung tâm có nhiều vi phạm, sai phạm trong hoạt động. Kết luận thanh tra cho thấy Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ nhưng không tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, không gửi dự thảo quy chế cho cơ quan quản lý cấp trên để lấy ý kiến, là thực hiện chưa đúng theo các thông tư của Bộ Tài chính. Hàng năm, giám đốc trung tâm không xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị theo các nội dung quy định về việc ban hành quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Đối với quỹ đời sống, trung tâm đã lập và sử dụng trên 4 tỷ đồng, bao gồm hai nguồn hình thành từ nguồn thu hoa hồng để lại hơn 455 triệu đồng và từ khoản tiền cá nhân nộp lại từ tiền công chỉnh lý tài liệu hơn 3,6 tỷ đồng. Đối với khoản chi hỗ trợ cho tập thể và cá nhân ngoài trung tâm, số tiền trên 888 triệu đồng. Qua xác minh, có 1 trên 7 tập thể không